Mở đầu cho danh sách của chúng ta là hai hình dạng của Ultimate Kuga cũng như Rising Ultimate Kuga. Tất nhiên, người chuyển hóa thành hai form này ở trạng thái mất kiểm soát không phải là Kamuro Kuga ở thế giới gốc, mà người mình nói tới đây là Yusuke, là một trong 9 rider xuất hiện tại chính thế giới mà Kaido Tsukasa Kamuro DK đã vượt qua để có được những sức mạnh của những rider này. Yusuke Onorena sau khi hoàn thành nhiệm vụ của anh cũng như trận chiến cuối cùng cùng với DK chống lại bè lũ Rongi, anh ta đã quyết định rời bỏ thế giới của mình cùng Tsukasa đi qua cuộc hành trình sang những thế giới. Tại những chương cuối cùng của cuộc hành trình, nơi thế giới những rider đại chiến với nhau, sự thật về DK cũng như hành trình hủy diệt tất cả thế giới của Tsukasa đã được phơi bày hoàn toàn. Tất cả thế giới theo dấu chân của DK sẽ hòa lại với nhau tạo một thế giới thống nhất, những thế giới còn lại sẽ bị phá hủy. Biết được tất cả sự thật này nhưng anh vẫn quyết tâm chiến đấu bên cạnh Tsukasa, và trận đại chiến cuối cùng của tất cả mọi người chống lại tên Abokajis, thủ lĩnh của đám Shocker. Trong trận chiến cam go này, bảo vệ DK, Kuga đã bị thương nặng, anh đã ngất đi trong trận chiến. Tưởng chừng như sau khi đánh bại tên thủ lĩnh của đám Shocker, tất cả sẽ kết thúc, nhưng không. Trận chiến những Rider vẫn không thể nào tránh khỏi khi Vila cắn và hồi sinh với thân phận Kuro Kuga Ultimate với đồ mặt đen. Anh ấy thể hiện sự tà ác cũng như tiếng gầm đầy khát máu của anh nhắm thẳng trực tiếp vào DK. Tiếp nối những sự kiện ở cuối Kuro DK là sự kiện trong movie VCW. Yusuke lúc này đã có thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của Ultimate Kuga. Anh ấy đã lãnh đạo một nhóm Rider còn sót lại truy đuổi DK ở hình dạng Violent Emotion và có cuộc đại chiến cuối cùng với anh bằng hình dạng Ultimate Kuga đã được kiểm soát. Mặc dù đã hy sinh bản thân và biến hình dạng Final Form Rai giống với hình dạng Final Form Rai cơ bản, nhưng anh cũng không thể nào làm gì được DK khi sức mạnh của anh ta đã quá lớn, anh đã thất bại và trở thành một lá bài. Những khả năng mà hình dạng Ultimate Kuga Onodera đã từng thể hiện cũng không quá nhiều, nó thể hiện khả năng chiến đấu vượt trội những form cơ bản, có một màn đấm tay với nguồn năng lượng cực mạnh được dồn vào bàn tay của mình trong giấc mơ của Natsumi. Nhưng liệu đây có phải là Yusuke Onodera hay không thì vẫn là một bí ẩn lớn. Khả năng tạo ra ngọn lửa hủy diệt của hình dạng Ultimate Kuga cũng không được lấy sử dụng nhiều, và có lẽ điều đặc biệt nhất là hình dạng Final Form Rai với chuyển hóa thành lò bộ Kuwagata. Mặc dù nhìn có vẻ giống Kuwagata cơ bản, nhưng khi so sánh kỹ thì hình dạng của anh ấy hoàn toàn khác biệt, với những đường viền gai góc cũng như chiếc vương miện khổng lồ cũng như tông màu được tô điểm rõ ràng hơn với hình dạng Ultimate Kuga ở hình dạng Final Form Rai này của mình. Hình dạng tiếp theo của anh ấy là Rising Ultimate Kuga, có thể gọi là form nâng cấp tiếp theo của Rising Ultimate. Onoreda Yusuke là kẻ như sinh ra để mất kiểm soát. Trong movie riêng của Kuro DK vs Die Shocker, biết được thân phận thật sự cũng như trận chiến vô nghĩa những Rider mà DK tạo ra, Tsukasa tiết lộ thân phận của mình là thủ lĩnh của đám Shocker, phản bội lại niềm tin của Yusuke cũng như Natsumi, trốn chạy khỏi Tsukasa và tìm đến niềm hy vọng cuối cùng cô em gái của anh ta tại thế giới này. Thật không may, họ lại rơi vào chính cái bẫy của tên Shadow Moon. Sức mạnh của mặt dây chuyền cô ta đã khống chế cũng như tạo nên hình dạng mới mang tên Rising Ultimate. Hình dạng của Rising Ultimate gai góc hầm hố hơn hình dạng cơ bản, với tông màu đảo ngược. Thay vì những đường gân chạy khắp cơ thể, nó được bao phủ bằng một bộ giáp vàng. Những đường gân vẫn còn tồn tại, nhưng với tô điểm là màu vàng kim trùng với màu giáp, nó bị mờ nhạt đi. Cặp sừng của hình dạng Rising Ultimate dài hơn đầy gai góc. Sức mạnh của form này được tăng cường đáng kể so với Ultimate Form. Khả năng tạo ra ngọn lửa hủy diệt đã chuyển hóa ngọn lửa thành màu tím. Sau những series về sau cũng như một số game thì hai ngọn lửa của hai Rider này đã bị đảo ngược, khi Kuga Ultimate mới là người xài ngọn lửa màu tím, cũng như Rising Ultimate sẽ xài ngọn lửa màu vàng, đảo ngược lại cho phù hợp với hình dạng của cả hai Rider cũng như tông màu mà họ đại diện. Những phần game sau đó chúng ta biết đòn tất sát của Rising Ultimate Kuga đó là Rider Punch cũng như Rider Kick, bao phủ đôi chân và đôi tay của anh ấy bằng ngọn lửa vàng với sức công phá hủy diệt và ra đòn kết liễu đối phương.